ở xã hội này có nhiều bà mẹ chồng lạ lắm à nghe. Con dâu của mình, nhưng nó là con đẻ nhà người ta. Người ta đã nuôi ăn học, đến tuổi biết lao động, kiếm tiền thì nó lấy chồng. Nó về nó phục vụ bên phía nhà nội rồi. Chứ thực ra bên nhà nội cũng chẳng nuôi nấng nó ngày nào. Nhưng có nhiều bà mẹ chồng suốt ngày kể lể về sự nuôi nấng con trai của mình lớn lên mà nó chưa báo đáp cho mình ngày nào. Trời đất ơi, chim trời không ai đếm lông, nuôi con chẳng ai đếm công bao giờ. Nhiều bà mẹ chồng bây giờ thực dụng lắm. Đứa con dâu giàu có, lâu lâu về biếu cho bà đôi ba đồng, thì bà xem đó là một đứa con dâu hiếu thảo. Còn cái đứa bên cạnh nấu ăn, giặt giũ, diệt nhà cơm nước, thì bà lại xem đó là trách nhiệm. Con dâu cả đời nó chỉ sinh đẻ có vài lần à, hãy cố gắng mà chăm sóc nó cho chu đáo. Mình không chăm sóc con dâu lúc sinh đẻ thì đừng đòi hỏi con dâu phải chăm sóc cho mình thế này thế kia khi mình ốm đau và tuổi già. Con dâu nó về nhà chồng, nó cũng giống như là con gái của mình về nhà người ta thôi. Bạn muốn con gái của bạn á được bên gia đình chồng yêu thương thì bạn hãy yêu thương con dâu của mình như vậy đi. Tất nhiên, chẳng có sự gì hơn tình máu mủ. Dù con dâu không có yêu thương mẹ chồng như mẹ đẻ, nhưng chẳng có đứa con dâu nào mà ghẻ lạnh, soi mói, đặt điều hay là làm khó các bà đâu. Phận làm dâu đi đứng ăn uống, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của mẹ chồng, đã mệt mỏi lắm rồi các bà ơi. Con trai nó có yêu thương vợ, giúp vợ của nó chăm sóc con cái, rửa chén quét nhà, thì các bà cũng đừng có ganh tị, đừng có khó chịu, đừng nói xấu con dâu, gây chia rẽ vợ chồng của nó. Vì làm như vậy cái người thiệt thòi á, tôi đoán chắc là các bà chứ không ai. Ai gây khó ai, con trai của các bà nó thấy hết à, nó không muốn lên tiếng thôi. Mình nói xấu vợ nó sẽ nghĩ mình là một bà mẹ chẳng ra gì. Trong thâm tâm của nó sẽ có ấn tượng xấu về các bà. Các bà làm quá, con dâu của bà nó đòi ly hôn, thì lúc đó cháu của bà khổ, con của bà khổ, và chính các bà sẽ là người khổ chứ không ai khác đâu. Tin tôi đi.